Em Thắng xin chào toàn thể anh chị em đang xem kênh ạ. Hôm nay em Thắng lên sóng cho anh chị em một bạn cái nhá. Bạn cái này bên em vừa mới dán tai cho xong. Tai bạn ấy bàn tai rất to gãy gập xuống. Cho nên là em sẽ dán tai để cho bạn ấy nhanh lên tai. Và cũng như là sớm về nhà mới. Bạn cái này màu màng rất đẹp. Mặt ngực chân tay đen. Nhìn rất dị chó. Chất lông sát bóng mượt. Đối với việc dán tai này là phải tách riêng một mình một chùa. Trại đợt này ít con giống thành ra mới dán. Và để tách riêng bạn ấy ra một chùa cho tiện chăm sóc. Và cũng như là không ảnh hưởng đến cái vấn đề là nẹp tai cho bạn ấy. Vừa mới dán tai xong thành ra là hơi khó chịu một tí. Dán này thì nói chung là nó chả ảnh hưởng gì đâu. Cho nên là anh chị em có yên tâm. Kìa bên em có bán cho anh chị, bên em vẫn bảo hành là tai. Nhiều chỗ là người ta không có đồ nghề và cũng như là người ta cũng không có chùa. Cho nên là người ta sẽ không dán được tai. Dán này mà nhốt chung với nhau thì phút mốt thì các bạn ấy lại cho tung ngay. Cho nên là việc dán tai dán xong là phải tách riêng ra. Đấy, nhìn nói chung là màu màng rất dị chó nhé. Bạn này bao đẹp luôn. Màu màng còn Mali nó cứ như thế này, fan sở thích của em là thích chơi màu như thế này này. Cái đen nhiều, mặt ngực chân tay đen, trên lưng muốn như thế nào thì muộn. Thì là nhìn con chó nó sẽ dị dàng. Có người thì là người ta sẽ thích chơi vàng sạch một màu, hoặc là đỏ sạch, hoặc là đen tuyền. Đấy. Mỗi người một sở thích mà. Còn tông của em là tông màu như thế này. Đấy, đây là giới tính cái cho anh chị em nhé. Đối với bạn cái này, trại sẽ chào bán cho anh chị em là 3 triệu 8. Vaccine 2 mũi. Tẩy giun định kỳ. Mức cân thì của bạn này thì sẽ rơi vào tầm khoảng độ 8 cho đến 9 kg. Không bao giờ có chế độ dưới 8 kg nhé anh chị em nhé. Đang. Bạn này nếu mà mức cân chuẩn là hơn 8 kg. Em vừa mới cân thử, cân cả chó cả người. Thì vừa rồi đứng lên cân luôn trên 8 kg nhé, một cân một con chó đói vaccine thì ok, 2 mũi nó cũng tương đối đấy, nhìn màu khá đẹp, giá trên không bao gồm báo chí chi phí nha anh chị em nhé. Trại đợt này sắp hết con giống rồi. Dạo nữa thì khả năng phải 20 ngày nữa mới có đàn mới, đàn Mexico này. Bên này thì kết hợp giữa Mexico và EU cho ra được cái màu đỏ đen này, thần kinh có, khung gọng có, chất lông khá đẹp, vừa dán xong cái tiện thể quay nuôi. Còn anh chị em nào mà có bắt ấy, có chốt thích đón về luôn thì đón nhá, mà không thích đón về luôn trại sẽ nuôi thêm tầm một tuần lên tai, trại gửi cún cho anh chị. Còn kể cả anh chị đón luôn về tai chưa lên, mới dán tai như này trại vẫn bảo hành cho anh chị em là tai sẽ lên, để cho anh chị em yên tâm lựa chọn con giống nhé. Dán tai này thì nó chả ảnh hưởng gì đâu, chẳng qua là những con chó nó lâu lên tai thì bên em dán dán để cho nó đẹp và dán để anh chị em về là sẵn chơi. Không có nhiều khi anh chị em về mà cha không biết cách chăm chó đã chậm lên tai rồi mà anh chị em lại nhốt nhốt một chỗ thiếu nắng rồi lại cho ăn uống tốt quá, nó lại càng bụ chó, nó lại càng lâu lên tai. Cho nên là bên em sẽ dán để anh chị em về sẵn chơi. Đấy. Cùng ngồi rất thân đẹp này. Rồi anh chị em xem kênh, nếu yêu thích bạn ý thì chốt luôn. Đó. Anh chị em xem kênh hãy nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Trong quá trình chăn nuôi anh chị em có cần thông tin tư vấn hỏi đáp hoặc có nhu cầu lấy giống cho cún nhà mình, vui lòng kết bạn Zalo với em hoặc là alo giúp em để em sẽ tư vấn cho anh chị nhé. Rồi kết thúc video thì em xin chào và hẹn gặp lại toàn thể anh chị em ở những video tiếp theo với những bạn cún khác.